Xin chào các bác nhá. Mọi người mua mật ong ở trên kênh Cao Nguyên Đá ấy, mọi người mua từ 2 lít mật ong trở lên, đó cụ thể là mật ong Hoa Bạc Hà ở đây, thì mọi người sẽ được tặng một bịch măng hoặc một bịch óc chó, mọi người có thể lựa chọn ạ. Còn ngoài ra khi mọi người mua từ 4 lít mật ong Bạc Hà trở lên ấy, mọi người sẽ được tặng kèm theo nửa lít mật ong rừng và một bịch măng hoặc là một bịch óc chó. Ngoài ra nữa ấy, là mọi người mua hàng thì là sẽ lấy từ 1 lít trở lên thì Cao Nguyên Đá cũng sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển từ bây giờ cho đến Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán đó mọi người ạ. Thì cũng rất mong là nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Thêm một thông tin nữa thì là hiện tại là măng bây giờ Cao Nguyên Đá chỉ còn có 13 bịch thôi, nên là quý cô bác nào mà chưa nhận được cái bịch măng khuyến mãi thì mọi người có thể mua thêm mật ong, có thể nhận được thêm măng. Còn ngoài ra khi hết măng thì Cao Nguyên Đá có sẽ hỗ trợ là tiền cước phí vận chuyển và vẫn tặng thêm quả óc chó đó mọi người ạ. Và cũng sẽ là 4 lít trở lên sẽ tặng nửa lít mật ong rừng, để mọi người có thể là được thưởng thức là mật ong Bạc Hà và mật ong rừng, để mọi người có thể so sánh tại sao cái giá mật ong Bạc Hà nó lại cao hơn cái giá mật ong rừng này. Thì lúc đó mọi người sẽ dùng thử và mọi người sẽ biết để so sánh. Còn về cái mật ong Bạc Hà thì cũng có chia sẻ với mọi người quá là nhiều rồi. Mật ong Bạc Hà chỉ có duy nhất ở trên vùng Hà Giang này có, mà trong tỉnh Hà Giang này có duy nhất vùng Mèo Vạc và Đồng Văn này là có cái trữ lượng hoa Bạc Hà tự nhiên nhiều nhất. Vậy nên ấy, nó là một trong những cái loại là vua của các loại mật ong rồi. Các bác nào đã mua hàng ở Cao Nguyên Đá này mọi người có thể để lại comment ở phía dưới. Còn thêm nữa là không phải là Cao Nguyên Đá nghỉ làm thiện nguyện để đi làm kinh tế đâu mọi người ạ. Có nghĩa là trong thời gian vừa rồi ấy, không may là bị trẹo chân, chân nó đau quá. Thì cũng cố gắng là đi bắt được cái tổ ong rừng về, là xong từ hôm đấy là cũng nghỉ, không thể đi đâu được. Còn các bác bảo là tại sao là hay đăng bán hàng. Thực ra như này, về cái thu nhập ở trên kênh nó không thể đủ để trang trải cái cuộc sống mà cho anh em được. Nếu như bây giờ mà bắt buộc mà để trang trải cho anh em thì phải làm kinh tế thôi. Chẳng nhẽ bây giờ lại để một hai anh em nghỉ thì nó cũng không hay. Thế nên là anh em cũng cố gắng là phát triển những cái mặt hàng nông sản của bà con để quảng cáo ở trên kênh. Cũng rất mong nhận được cái sự ủng hộ quý của bác và mọi người. Rồi xin chào và gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Ồ, ăn một miếng đi, ngon lắm. Bây giờ ăn nó đuổi ấy. Ngon lắm. Mình là mình ông từ từ làm. Đâu. Mời các bạn à. Em lấy mình trong tổ vào của mình lắm. Đây. Kết thúc các bác đâu thấy thì em thử ăn nhá. Thế thì ăn một cái. Xin chào các bác nhá. Chào các bác đã đến với video tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hôm nay thì anh em Cao Nguyên Đá lại có mặt bên nhà em Súng để đi thu mật ong này mọi người ạ. Em Ria với chú đi lên trên này trước rồi. Mình đang đi sau đây. Nói chung là bà con thì ở là trên đá thôi, trèo leo lắm. Ây. Chú ấy đang kiểm tra tổ bên này. Tổ này bé nha. Thùng nó bé. Thùng bé đấy, có 3 bánh. Nhưng mà thôi nhỉ, 3 bánh, 5 chắc bánh, 6 bánh. 5 6 bánh á. À? À bên kia nó chưa bay ra mọi người ạ. Nói chung là phải khéo lắm, từng tí một. Hôm nay cái tủ này thì không biết là cái bình này nó có vừa không. Bởi vì những cái bình trước kia nó to hơn bình bình 10 lít cơ. Đây có cái bình 5 lít thôi, hôm nay cũng không chủ động là đi cắt mật đâu. Rồi chạy vội ra ngoài xã để mua này. Thấy em Dìa bảo là chú bảo là vào cắt nhanh không sợ mấy nữa lạnh, còn ong nó ăn hết mật.
chung là lấy mật để không thể vội được mọi người ạ. Ô chị này không sợ ong đốt à mà đi lên đây. Bà trẻ con đi vào đi. Chú bắt đầu mở cái nắp đằng sau cho ong nó ra. Nói chung về cái mật ong này nuôi ở trong cái tổ tròn này mọi người, nó còn phụ thuộc vào cái thân cây nữa cơ. Nếu như cái thân cây nó to ấy thì là tổ ong nó sẽ làm được nhiều mật hơn. Đây như cái thân cây này nó nhỏ quá nên là mật nó sẽ không được nhiều đâu. Này, chú đã bắt đầu là thao tác rồi. Dìa ơi, Dìa mở lọ ra đi Dìa. Hả? Em mở lọ ra đi, chú bắt đầu mới bắt đầu cắt rồi. Cái sáp ong nó dính vào cái gỗ thì chặt lắm. Ấy. Ui, cái mật nó dính ở chỗ trong đấy kia, nó bị gãy ra, mật nó chảy kìa. Thì cái này cũng có mật hết, do máy hôm nay nó lạnh. Lạnh, nó ăn mất rồi. Ăn mất cái phần ở dưới. Đấy. Với phần ở tre ở đây. Đây này, mọi người này, bít hết nắp này này. Đây, mật hết đấy. Một, hai, ba, bốn, năm bánh. Ôi trông thế thôi mà vẫn nhiều lắm đấy. Nó phải năm bánh đâu anh ấy, nó là chéo như thế này, bên kia nó vẫn như bên này không thông ra bên kia. Ở bên kia nó mới gọi là chéo. Bên kia có thế có nghĩa là một tủ này là cũng phải 7-8 bánh. Và 7-8 bánh có khi mùi hơi 10 bánh. À, nhưng mà do làm chéo đúng không? Ừ. Rồi rồi, mình hiểu mấy lần mình đi cắt mật này nhưng mà cũng không tìm hiểu kỹ. Đúng rồi, mọi người nhìn tất cả bánh mật đều làm chéo, dạng chéo sẽ nó thành hình như ở dạng chữ V ấy. Ui, bánh to. Bố bánh của nó đặt thế này. Cái này tí nữa Dìa xếp gọn rồi nhá, thì mới đầy được thì mới đủ để chứa vào cái hộp được. Lò lò á nhỉ chú nhỉ. Lò lò à? To quá. Ui con ong này nó cứ ve vẩy trước mặt mình. Hộp này bé quá, không biết có đủ chứa không đây. Đây, mày mật đây. Dưới cái ánh nắng vàng ấy. Mật lấp lá lấp lánh luôn. Để cái khói nó bay ra đây mà may con ong không bao của mình ấy. Cái bánh này là bánh to nhất, bánh trung tâm này. Mọi người nhìn chú đang lựa rất là khéo cho khỏi bị gãy. Thấy mọi người nghe thấy tiếng gõ có mật nó đặc nó mới kêu như thế. Bịch 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 bịch. Thank you.
Đâu ria ria cầm em quay anh xem nào. Em quay quay sang đây này nào. Nơi mật ong đây mọi người đây này. Nhìn này hai cái này á, bàn tay của cao nguyên đá không vừa đâu, 1 2 bằng 3 bàn tay. À không hết. Đây mật này. Ít mật ra. Hôm nay chú Ria là xếp hình là phải khéo nhá, không là không đủ đâu, có một cái lọ nhỏ ấy thôi. Cái lọ hôm trước cắt ở cái tổ kia mọi người xem 10 lít. Mà để còn không ấy, còn phải ném thật chặt vào mới vừa được. Chú lại cho thêm một miếng me me nữa. Ừ. Em bẻ đôi miếng ấy ra, bẻ đôi ra. Mất sao rồi? Đấy, đấy, đấy. Ú, con ong đốt qua găng tay được á? Chắc cái găng tay đấy bị thủng rồi. Thổi rồi là. Trước bảo là mang cái hộp hình chữ nhật và bây giờ sau cũng mang cái hộp hình chữ nhật vào mày ạ. Đựng cái mật cho nó đấy đẹp. Đây này mọi người nhìn găng tay của em Ria này. Đây. Nhớ từ từ giữ anh em. Ờ đấy. Mật đấy chưa? Tuyệt vời luôn. Trong những kia là phải dùng đến con dao để cắt được. Ừ. Nó tạc nó gì là khí nó người là nó mới mua cái gì mua xe tay mà cô đang lấy cái bát lên để chú lấy ít mật về cho trẻ con ăn đấy mọi người. Bánh nghe to rồi, tha hồ mật luôn. Con ong nó chạy hết ra phần cuối của cái tổ ấy rồi. Đấy. Ây dù, gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi. Mấy hôm nay nó mới xin tao con tao chứ mà chứ, nó cắn nó mà. Cái miếng ở tay chú cầm nè. Ui dồi ôi, cái miếng mật đấy dã man luôn. Nhanh nhanh nhanh, không ong đốt. Thế sái à, múc đè. Hôm một khối rồi. Tái hôm nay sao sao nó muốn. Sao mặt đẹp. Thế chứng bảo đừng có sợ ong không đốt đâu. Tái hôm nay sao nó muốn chết đấy chụp cảnh. Tái hôm nay sao nó muốn. Đấy. Làm một nửa miếng thôi là đủ rồi. Đây, người nhìn này còn lại có gì nữa hả nhỉ? Hai miếng bánh to nữa. Chưa còn để cho dòng san đâu. Một nửa của cái bánh bên này. Tay em Ria đánh hết mật rồi. Người nó là tí cái tí cái găng tay đấy mang vào để ngâm rượu à? Đấy phải rửa qua nước rau đu lại uống. Bỏ qua lại phí. Ui một cái bánh mật nó sát vào kia mà nó mới là dày mật kiểu Ria kìa. Nhau gì đây anh mượn bánh đấy nè. Mật nó rơi rớt hết ra rồi. Đấy mọi người thấy không? Bít hết như thế này cơ mà. Rồi ok.
Quá tuyệt vời. Chú vào gì đấy? Chú bảo thùng còn dài nhưng mà không biết có máy bánh. Còn dài mà. Ra kia chỗ này mới đang được một nửa thùng đấy mọi người. Bà chú là cứ cắt nốt cái miếng ở ngoài này đi xong rồi để lại thôi. Vâng. Cúi cúi xuống dưới mới nhìn đấy chứ. Chú bảo chú hôm nay không ngoại quả súng đấy. Đây cắt cắt nốt một cái bánh ở ngoài này là được mà chú, bên trong ấy vẫn còn kìa. Hôm nay có cả ông thông gia đấy, chú cá hay miếng cho ông thông gia thử. À, vừa mang xuống đấy còn gì nữa đúng không? Đấy, bà chú cắt thêm một miếng nữa là được. Miếng đấy là cho mẹ con chỉ xuống. Bây giờ cắt vào. Đấy, ui u. Không thả lỏ này hả? Lấy à, nên nói cho nhỉ. Thôi rồi đúng không? Vâng. Ừ. Đây cho mọi người xem nhá, miếng này này. Miếng này mang xuống đại khách đây nhỉ. Vâng vâng vâng. Mình thì chắc mình được ăn ké miếng này rồi. Có khách thì mà ông là khách tốt đấy nhỉ. Khách quý đấy đúng không? Đây bảo chú đây anh cầm cho. Xong rồi. Đi lâu tao cá ngẳng lấy sao. Xong đi vào thôi. Ôi dồi. Cái miếng mật này. Ôi dồi. Không còn từ để miêu tả này nữa mọi người ạ. Thôi mình đi vào đây, cảm thấy con ong nó đang bâu ở tay rồi. Đúng rồi, hai con. Cái hộp kia thì đầy rồi mọi người. Ria đi sau nhá. Anh đi trước, cầm cái này vào ạ. Giờ cứ nghĩ cầm cái miếng mật này cắn một miếng thôi. Ôi dồi. Mật nó ứa ra. Nuốt nước miếng luôn. Ừ, nhiều mật đấy. Bây giờ phải bảo như nào nhở? Bảo mẹ xuống lấy cái gì ra để cái này vào đi. Bố bảo mang cái này để đãi ông ngoại đấy. Đây miếng mật này mọi người này. Lúc nãy ở trên kia thì nhiều ong quá không chia sẻ được. Nhìn cái miếng mật này mọi người. Đây này. Nhìn thấy phần cái nắp của con ong nó làm mật thì nó bít, nó quạt khô rồi. Nó dày như nhìn như kiểu là cái vảy rắn ấy. Mật ong già, mật ong tự nhiên ngon lắm. Mật này thì nó có màu vàng chanh mà nó sánh cực kỳ luôn. Đây là miếng mật là gia đình là đãi khách nên là mình không dám thử. Thì tí nữa chú cắt thì mình xin một miếng mình thử sau. Chứ không như này, cắn một miếng thì thôi rồi luôn thật. Đâu, bảo chú để vào đâu đấy? À lấy cái chậu à? Ý, mật nó dính ra tay à? Mật nó ngọt thanh, ngọt dịu lắm mọi người. Không ngọt gắt như mật ong mà kiểu mật ong nhãn hay mật ong vải đâu. Đang rửa. Đây mật của mình cắt về đây này. Còn đây là cái mật mà lúc nãy cô lên này, lên lấy về đây. Cái mật này nó cũng thế. Trong nhà nó hơi tối một tí mọi người ạ. Rất nhiều thân mật mà. Cái này ăn luôn rồi dính nước cũng được. Ôi. Chú đang cắt ra để chia đấy. Nói chung là ngon lắm mọi người ạ. Thơm tuyệt vời luôn.
Ô, ăn một miếng đi, ngon lắm. Xấu hổ à? Ăn một miếng đi. Không ăn đâu á, à? Ăn cái này có béo đâu. Ôi giời, chết rồi, ai cũng chỉ no này, không đến mời mình nhỉ. Anh em bảo uống rượu rồi, có thích ăn mật ong. Toàn người xấu hổ thôi. Sao gì là cũng không ăn? Em chỉ thích mật thôi. Không thích ăn sáp à? À. Cái sắt đấy nó ngọt quá. Ngọt quá đúng không? Ôi, Cao Nguyên Đá là thay chú nhà mời các bác nhá. Đâu, mời các bạn à. Đâu, em lấy mình trong tổ vào có mình lắm. Đây, kết thúc các bác đâu thấy thì đây, em thử ăn nhá. Thế thì ăn một cái. Ngon lắm. Mình là mình ông từ làm qua bà Hà ấy. Còn miếng này ấy, mật chảy ra tay à? Đó là có mình nhiều lắm, không ai hết được. Ngon lắm. Và ăn ít thôi, ăn nhiều ăn được. Đấy, có ông bay vào đây. Bắt đi không? Ở đây mà nhìn mặt này. Mặt này tốt đấy. Ừ. Ăn hết một miếng. Ngon rồi. No rồi à, miếng này cũng ăn được nữa đúng không? Ăn được. Ừ, ngọt quá. Dạ. Ngon lắm. Ừ. Đấy nha. Cắt cho mọi người một tí. À đấy, chưa bảo cô đi qua đi. Ừ, ăn nó. Đây là miếng bé đây ra. Cắt. Ô, mật này. Mọi người nhìn này. Ui, con ong, con ong, con ong. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đây, miếng mật này. Ui, nhìn nó đã ở đâu. Ôi, mời các bác nhá. Bây giờ ăn nó đuổi ấy. Ngon quá mọi người ạ. Các bác mua mật liên hệ với em Long ở Cao Nguyên Đá nhá. Theo số điện thoại là 0383548386 ạ. Mình cũng xin phép là bây giờ vào lấy bình mật về, sau đó là đi sang hoàn cảnh khác thôi mọi người. Thế các bác ơi, hôm nay mật thì lại thu bên nhà, chỗ nhà em súng đây mọi người. Mọi người nhìn mật ong này. Đây mật thì nó bắt đầu đang xuống mật rồi. Nhìn sát sát vào đây thì mọi người nhìn thấy mật có màu vàng ánh chanh này. Hiện tại thì cái mật này thì Cao Nguyên Đá về là sẽ vắt ra hết thôi. Giống như kiểu cái hũ mật lần trước ấy. Thì mình cũng vắt ra bởi vì là có một số bác lấy thì về lại không biết cách vắt. Thế nên là mật nó bị cái sáp này nó dính kèm, nó bị kết tủa. Thế nên là mọi người hãy để Cao Nguyên Đá vắt. Còn nếu bác nào mà mua cả mật cả sáp ấy thì có thể liên hệ với Cao Nguyên Đá sớm. Thì Cao Nguyên Đá để lại, chứ không mà lúc mà vắt ra rồi thì cái sáp nó thành vụn, nó thành nắm nắm rồi thì lúc đấy nó không ngâm rượu hay các thứ thì nó cũng không ấy được, không được đẹp mắt cho lắm. Còn như mật ong là mọi người xem mọi người biết quá tuyệt vời mọi người ạ. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng video tại đây, anh em còn đi sang bên thôn khác nữa.